Lúc 0 giờ sáng 22 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ thế 95 tuổi. Nghe tin Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, nhiều sư thầy, tăng ni, Phật tử trên các tỉnh thành và Thừa Thiên Huế đã có mặt tại Tổ đình Từ Hiếu từ sáng sớm để thăm viếng, đảnh lễ. Bên cạnh thiền sư, những giây phút cuối cùng, trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, chỉ một số tăng ni được vào thất lắng nghe, đa số người dân Phật tử đứng bên ngoài bái vọng từ xa. Theo di huấn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tang lễ của Thiền sư được tổ chức theo nghi thức tâm tang. Tang lễ dự kiến kéo dài trong 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng. Trong suốt thời gian đó, ban tang lễ mong tang lễ tâm tang được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Trong sáng 22 tháng 1 năm 2022, công tác chuẩn bị cũng được tất bật chuẩn bị. Nhiều tăng ni Phật tử đã đến chùa Từ Hiếu từ sớm tham gia làm vệ sinh, quét dọn, cắm hoa để chuẩn bị cho tang lễ của thiền sư. Dự kiến tang lễ sẽ được tổ chức tại Tổ đình Từ Hiếu. Chư Tăng sẽ đồng hồ điện cho các buổi lễ nhập kim quang lúc 8 giờ ngày 23 tháng 1 và lễ trà tỳ tức hỏa thiêu lúc 7 giờ ngày 29 tháng 1. Sau lễ trà tỳ, xá lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được an vị tại Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của làng Mai trên thế giới mà không xây tháp. Theo Thượng tọa Thích Từ Đạo, giám tự chùa Từ Hiếu, trước khi viên tịch, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có di nguyện được hỏa thiêu. Tang lễ đơn giản, không rườm rà. Sau đó sẽ thỉnh di cốt của Ngài về Tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của làng Mai trên thế giới mà không cần phải xây tháp. Cùng ngày, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức tang lễ trưởng lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay, trưởng lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh là vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam, có nhiều công lao trong sự nghiệp hoằng dương chính Pháp, góp phần xiển dương Phật giáo Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Ngài là vị thiền sư hướng đạo của Phật giáo đồ trên thế giới. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ và tham gia giúp đỡ Tổ đình Từ Hiếu trong công tác tổ chức tang lễ trưởng lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trang nghiêm, thành kính theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thực hiện theo di nguyện tâm tang của Ngài. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1926 tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo cáo phó của Tổ đình Từ Hiếu, đạo tràng Mai Thôn Tu Viện Vườn Ươm, làng Mai, Thái Lan, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sư ông làng Mai, là bậc thầy hướng dẫn tâm linh, có công hạnh hoằng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu rộng trên khắp thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ, một học giả, một sử gia và một nhà hoạt động hòa bình. Năm 1967, Ngài từng được mục sư Martin Luther King đề cử giải Nobel Hòa bình.